Đố là không tính. Đố là trường tiền đấy nhá. Rồi nhất nhị luôn, trong đây hết rồi, đi ra trong đây không có đâu. Nhất nhị luôn á. Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của ba anh em mình nha. Sao rồi? Đó. Ok, thì hôm nay anh em mình sẽ có một cái trò chơi là Big Mac đập ly. Big Mac đập ly. À, nói chơi Big Mac đi tìm ly nước uống và nhận thưởng nha. Tại vì trong mỗi cái ly đây mình sẽ có ghi cái giá trị tiền thưởng, ví dụ như số 10 là 10.000. Hai ly cao nhất là 50k. Là 50k đó, ví dụ như mình sẽ Big Mac và đi tìm. Út Quyên với Quang Huy sẽ chơi, mình sẽ là người quay phim nha mọi người. Thì cái thế là ngày trời cuộc trò ngày hôm nay á là cán bộ đó động lực. Thì cứ trong mình sẽ cho thời gian là 15 phút đi ha, 15 phút 15 cho nó dài ha. Trong vòng 15 phút đó ai cứ hai anh em cứ đi tìm ly mà uống. Còn uống được nhiều nhất cứ uống xong rồi. Lấy điện thoại kè bấm giờ nha. À, có lấy điện thoại bấm giờ á, mình cứ uống đi xong rồi cuối thời gian mình sẽ tổng lại, ví dụ như Quang Huy uống được 3 ly thì trong 3 ly đó bao nhiêu tiền mình sẽ cầm lại, mình sẽ trao tiền thưởng ha. Còn ví dụ chẳng là em đi em mỏi em không thấy cái ly đó em đá đô vậy là có bị gì không? Nếu mà ví dụ như Quyên hay Quang Huy đi mà đá đô cái ly đó thì ví dụ như giá trị cái ly đó là 50k đi. Mà Út Quyên nó mới uống được có mấy 15k thôi thì mình sẽ bị trừ ra, thì Út Quyên sẽ bị âm là 35k nha mọi người. Đó thì giờ quy định đó trừ được treo á. À, quy định mà để mà nhận tiền là phải uống hết ly nước, uống hết nước trong ly mới được tính nha. Nước không đá. Nước không đá đây, nước này là nước cam. Siêu to đúng luôn. Siêu to. Ok, bây giờ không chờ đợi lâu nữa, bây giờ Út Quyên với Quang Huy sẽ bịt mắt rồi mình sẽ đi đặt vị trí các cái ly nước nha mọi người. Mình sẽ có nhờ sự hỗ trợ của ba mình đó. Đó rồi, ok. Mọi người hãy chờ đón thêm cái video này của anh em mình nha. Ok, bây giờ ba mình sẽ rót nước vô ly nha. Ba cứ rót đầy ly vô nha. Rót rót tới đây này. Rót tới đây. Ba cứ rót vô. Đó. Bây giờ cho hai đứa nó nhìn cảnh đó, mình rót nước vô trực tiếp luôn nha, chứ lỡ lát nữa mình nó bịt mép mình rót gì vô nó không biết nữa. Đó, rồi bỏ cái khay ra bên đi. Đó, rót vô. Đúng rồi. Cầm cái rớt ra. Đó. Ba cứ rót đều vậy, rót nhiều hơn chứ không được. Nước ngọt mà, nước ngọt uống ngon mà. Đã được đúng không? Đúng rồi, cái đó được ạ. Ba cứ rót đi. Ok, đây là ly cuối cùng nha. Rót ly này nữa là xong này. Rồi bây giờ uống viên với Quang Huy. Ui chú ơi, lại kia. Đỡ đây mình bóc luôn nha. Không có, đỡ con đi sắp xếp chứ. Ba cứ để con ấy nha. Rồi. Điện mét lại. Rồi. Ba đứng. Ba đứng ba canh hai đứa đừng cho nó mở mét ra nha. Để con đi đặt. Không có cho giận canh chị ơi. Ok, bây giờ đợi mình đi đặt mấy ly nước lại nha. Hello. Không được mở mét nha. Đứa nào bỏ mét lại. Ok, bây giờ mình đi đặt nước nha mọi người. Mình sẽ đặt mỗi nơi một ly. Mình chẳng biết cái ly 50k này ở đâu nữa nha. Đó. Ok, thì bây giờ là nước mình cũng đặt hết rồi nha mọi người. Đó, đặt mỗi nơi mọi thứ một ly hết trơn rồi. Nhớ là đừng đi, phải đi thiệt là chậm, đừng có đá đổ nha, đá đổ trừ tiền đáng chịu nha. Từ. Để anh nói ba anh cầm tiền ra, lát nữa xong là anh trao tiền con ba, cầm tiền giùm con nghe ba. Từ chờ xíu. Cầm tiền ra giùm con cái luôn nha. Chờ chút nha. Rồi ok, thì bây giờ từ anh kêu bắt đầu ấy. Rồi đồng hồ bấm giờ nha, khi mà anh kêu 1 2 3 bắt đầu thì hai đứa đi tìm nha. 1 2 3 bắt đầu vô. Thời gian 15 phút nha. Ok. Rồi giờ hai anh em Út Quyên với Quang Huy sẽ đi tìm. Út Quang Huy này Út Quyên nó nghe mình bỏ ly nước đây sao đi tìm này. Quang Huy đi tìm bên kia. Nước nhiều lắm, trời ơi. Quang Huy đi vô đây. Trời ơi, chị nó. Thì anh đang nói Quang Huy nó vô đây mà anh chỉ đâu. Đó, Quang Huy đang tìm Út Quyên. Nước đâu lên đây? Nước đâu lên đây? Đi chậm đâu, đổ nước à. À, anh có đẹp nước dưới đất rồi luôn á. Đấy. Rau. 1 ly, cũng như là đổ 1 ly rồi nha. Anh kêu mò từ từ rồi mà không chịu nghe.
Đủ linh như vậy. Lát nữa tính tiếp. Đây mới được nè, mới cái này 18 giây rồi, còn thời gian còn dài. Ngồi đi. Vừa đi bóc được em. Đồ Quang Hy bóc được cho. Vô. Quang Hy vợ được ly 50k đâu. Ừ có nha. Chô. Quang Hy hay không? Quang Hy uống được 5 ly 50k này mọi người. Hết nước rồi, hết nước rồi. Ai biết cũng hết đi. Quang Hy uống quyền ly thứ hai rồi, uống quyền ly thứ hai rồi. Uống quyền ly nhiêu đây? À uống quyền ly ít hơn, ly ít hơn. Chô. Cắt ly này đi. Con ngậu kia chưa hết đá. Nhớ uống hết nha, À quên mà ở đây đá đổ này nè. Giờ mình chờ chưa vậy? Đi đâu vòng đó vậy? Nói đâu? Chờ chưa vậy? Nhớ uống hết nước trong ly nha. Hiện tại là... Không, phải lộn ấy. Tự nhiên hỏi anh chi? Anh bỏ tùm lum hết mà. Hiện tại còn nhiều lắm, ly nước còn nhiều lắm. Mình có lối đi riêng. Người mình còn có lối riêng mà. Còn ly 50k này anh để đâu ta? Bà My. Đồ Quang Hy, tối này coi dẫn. Quang Hy đâu vô kia? Coi này. Đổ trơn rồi. Không. Uống chai nước ai tính? Con mà. Rồi cho em luôn á, em uống đi, cho em luôn á. Uống hết nha, uống hết nước một ly nha. Đã đi. Uống em 3 ly rồi nha mọi người. Quang Hy đâu tiền? À giải không ra đúng rồi. Im mà đừng nhắc nó cho đến nó đi tìm chứ. Rồi mai mới lấy được chục rồi. Rồi đá đổ trừ tiền rất nhiều nha. À khuôn viên rồi đó anh không bỏ được đâu, quyên vô. À, anh bỏ chỗ đây thôi. Thế chỗ à? À. Còn ra đây. Vô đây. Chờ còn cái ly 50k này nằm đâu ta? À, mình biết vị trí chứ. Uống nào để gì mình nói mà. Lấy cái xe. À đây ly 50k anh em chỗ đây. Đấy nhắc cho hai đứa luôn á. Chỗ nào nào. Thì đó anh mới nói nhiều tiếng Anh đấy tự đi tìm chứ. Đồ yêu lắm rồi. Tôi nãy tôi thấy đó tôi ra đó hả? Nè. Nước còn nằm đầy mà. Coi đổ là sạch trơn nè. Coi đổ sạch trơn nè. Cố lên, cố lên. Nó đâu đây. Cố lên. Coi đổ sạch trơn nè. Cái gì đấy đâu. Đổ là trường tiền đấy nhá. Rồi nhức nhị luôn, trong đây hết rồi đi ra, trong đây không có đâu. Nhức nhị luôn á. Ai biết con dầu sao? Không, anh nói thiệt, anh nói thiệt cho anh lớn anh dù làm chi mà. Một cung cục cả sao vậy, cứng luôn. Úng kìa, đang đi tìm kìa. Con. Coi, coi đổ nè, đứa nào đạp đổ là. À đứa. Chết là chỗ này coi. Chết là chơi. Được tranh gì 50.000 tranh nhanh nè. Chờ đây mấy chị đang chơi. Thử ra. Cái này nữa. Đây. Đây. Chờ lộn cơ. Tưởng đâu đâu người ta. Tưởng đâu đâu. Giờ là gì đâu đâu. Anh em mày làm gì vậy? Đi đi đi. Đâu rồi. Mình tên đi rồi. Rồi. Đi chung luôn. Anh giữ rồi. Hết ly nước rồi. À thì hết thời gian rồi không tìm nữa chứ sao? Đúng rồi. Đi chung chứ. Chia ra tìm ấy. Sao thì em tin lời anh như anh lớn. Anh nói xạo cho.
mò trong hốc con hát đùa chứ. Đồ, con Huy hay dữ không? Con Huy bỏ ly rồi, 2 ly rồi, con Huy 2 ly rồi. Uống hết nha, uống hết nha. Ông là ông Huy làm vậy? Đúng rồi, uống hết chưa? Uống hết nha. Hết đâu. Uống yên, con Huy được 2 ly. Còn ly nào nữa không? À, ly đó để em làm đồ đấy. Rồi uống yên quá. Gần hết giờ chưa? Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Mới 7 phút rồi, còn lâu. Thời gian còn dài lắm, anh em cứ tìm thoải mái. Coi ly rồi, bỏ lại vô cũ nha. À, bỏ lại vô cũ, uống xong bỏ lại vô cũ. Chà chà dính cục gứt cái đi. Em qua coi sao em cảm nhận được cái đố. Đố trừ tiền nữa, nãy giờ uống được mấy ly rồi đưa trừ tiền nữa. Quang Hy à, Quang Hy à. Đứng đây. Quang Hy hay dữ trời. Đố chút xíu em uống được chứ. À. Có nào? Quang Hy ly thứ 3 rồi nha. Đồ Quang Hy. Chung gà đâu, chung gà. Chưa. Hay quá, hay quá. Hiện tại chỉ còn 2 2 4 5 ly nữa thôi. 4 ly nữa à. À. Ly ly. Còn 4 ly nữa. Ly ly qua nữa lại nha. Ly của Quyền uống á. Hết rồi, trong đây hết rồi, Quyền ra đi. Hết rồi, hết rồi. À, gần đó chung gà qua cây xanh rồi. Đâu chung gà còn vẫn còn. Quang Hy. Trời chưa chắc nãy mà Quang Hy nhìn thấy quá. Không thấy đâu, nó mò vậy sao không thấy được. Mai con mò qua bên kia không có mà chung gà nó nằm trong ấy. 9 phút hả? 9 phút đâu. Ủa cái gì đâu bên kia trời. Bên đây không có. Có chứ, chỗ nào không có, ly nước anh đặt đầy mà, chỗ nào không có. Cái tay dài làm gì? Mình phải vô. Từ phía là có. Trời mấy này cũng nguyên chịu không nổi Quang Hy. Quang Hy hên quá. À chỗ chai nước á, này mình mò đầu lên hướng trên nè. Ở đây tới chỗ nào ta? Hiện tại còn 1 ly 50k vẫn chưa anh em nào bóc được nha mọi người. 3 ly nữa. 4 ly nữa, 4 ly nữa. Ờ, 4 ly nữa. 4 ly nữa nè. Ly 10k đồ, ly 15k đồ cũng đầy nhưng mà còn một ly 50k nữa. Quang Hy lên kia tìm gì đấy ơi. Còn người ta đâu đấy tìm. Đếm này kia không có thì anh nói vậy thôi chứ còn tin lời anh giữ giữ vậy nữa bây. Cố lên, cố lên. Đừng không, đường nào nóng này đâu khu quên cái nữa. Cô bé à, cô bé. Đúng đó. Mồi quá. Đau bụng quá. Anh đau bụng quá. Thích thì đứng dậy. Đã nó chịu. Lại, lục từ con bi. Câu vậy? Còn 3 phút nữa. Nó 3 phút nữa còn dài mà. Quơ cây đó. Em quơ cây đó. Có Quang Hy à, Quang Hy à. Được không? Quang Hy hay dữ chồng. Ô, quá mọi người hay quá. Nãy giờ uống viên nó quăng gì đấy mà tìm thấy mà. Hay quá nãy giờ, nãy giờ anh mời giờ anh mới thấy được. Chưa còn 2 ly nữa, còn 2 ly nữa. Để im lại luôn, để im lại luôn. À, còn 2 ly nữa nha. Hay quá, hay quá. Nãy giờ mò nãy giờ sao quăng đây mà Quang Hy lại bỡ mất tiêu. Không hiểu cái đỉnh lực gì hết. Ba gom lại những cái ly nào của Quang Hy đỡ riêng, của Ngũ Quyền đỡ riêng hay lắc nãy giờ tính tiền cho nó. Má chết mẹ không? Ủa ly nước không? Ra. Rồi. Rồi Quang Ngũ Quyền bỏ tiếp ly nữa. Ly ly của Quang Hy hả ba? Quang Hy đâu? À. Ly à uống rồi mà. Ly của Ngũ Quyền. Uống rồi. Ly của Quang Hy luôn. Quang Hy ba. Gom lại nha. Dạ. Ngũ Quyền này ở đây. Ở đây hết rồi, ra đây hết rồi Quang Hy. Để chung gà đâu. Chung gà hả? Ừ. Ở ly của Quang Hy á. Mới
Đồ Quang Huy nãy giờ kiếm ra được 100 rồi á. Đồ này mình cho trò chơi này tốn tiền dữ ta. Còn 1 phút nữa nha. Còn 50k nữa. Anh nhắc lại còn đúng 1 ly 50k luôn á. Đúng rồi, còn đúng 1 ly 100k nữa đâu. À lộn 50k nữa đâu. Mình chơi chắc mình không mò nữa. À. Mình chơi chắc. Mò nữa nó đủ sao? Còn đúng 1 ly 50k nữa. Úi Quyên mà lặng quặng đũa cái là sạch trơn nãy giờ này. Còn không mò nữa. Quang Huy cũng mò nữa. Không. À, Quang Huy nãy giờ bò được 100k rồi mà. Mình không mò nữa các bạn. Mình mò nữa, đũa 50 ngàn mình lỗ á. Giờ còn mỗi Quang Huy Úi Quyên đâu. Úi Quyên đang đi kiếm tờ này, ly 50k đi. Đúng rồi vô. Hết hả? Đâu được, con quay thời gian nữa coi. Hết chưa? Ok hết chưa rồi nha mọi người. Hết rồi mình anh ba bấm ngưng máy lại. Rồi biết ly nem ga đem đâu đó. Hồi nãy giờ hai anh em về Sài Gòn đây. Không đứa nào rồi lên trên hết. À ok bây giờ mình phát biểu ý nghĩ nãy giờ mòn sao? Ném quá. Mệt. Ok bây giờ không chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ đi tóm lại kết quả của Quang Huy với Quyên nha. Ok bây giờ mình quay kết quả này. Cú ly à? Úc Quyên 5 ly. Đây cầm lại giá trị của Quyên bao nhiêu nha. 10k 5k 15. Chú anh uống 4 ly 5k luôn. Hồi nãy nó làm đố 1 ly 5k này, cho tính tiền luôn á. Bao nhiêu tổng lại bao nhiêu tiền? 5k 30 ngàn. Bao nhiêu 30 ngàn đúng không? Rồi của Úc Quyên là 30 ngàn. Của Quang Huy thì Quang Huy nó bỏ được ly 50k mà. Quang Huy là 50 ngàn nè. 60 nè. 63 90 75 nè. 75 là giờ dưới 15 nữa là 90 ngàn. Ua, chết rồi. Hôm nay mình tốn tiền hơi bị nhiều nha mọi người. À, nói chung là cái thử thách này hôm nay cũng khá là vui. Thì Úc Quyên là nó chỉ sao cho mấy này Úc Quyên xui dữ ta. Nó chơi toàn là ly số nhỏ không, còn đá đổ nữa chứ. Uống no rồi chứ. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô mình lấy tiền mình. Ờ, nãy ba đã cầm tiền ra cho. Bây giờ để mình vô mình lấy tiền mình trao thưởng cho hai đứa em mình nha mọi người. Mọi người chờ mình chút xíu nha. Ok, đây là số tiền giải thưởng mà hôm nay mình trao cho hai đứa em mình nha mọi người. Đồ hôm nay anh tốn tiền dữ ta. Mình chục. Đây bây giờ hiện tại mình không có tiền lẻ nên mình sẽ đưa cho Quang Huy 100k rồi lát nữa đưa lại cho Úc Quyên 10 ngàn nha. Ok. Rồi trao cho Quang Huy 100k. Đó. Quang Huy Úc Quyên 30 ngàn. Nói chung trao thua nhưng mà vẫn có tiền đúng không? Vẫn được đúng không? Chỉ có điều là không đủ tiền dẫn bồ đi uống ly nước thôi. Đúng đó. Cố gắng rút kinh nghiệm cho lần sau nha quý em. Okay. Ok thì bây giờ nãy giờ clip của anh em mình cũng khá là dài rồi mọi người. Thì bây giờ chắc là mình xin phép là kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người.